U23 Việt Nam ngẩng cao đầu dở dài sau khi thi đấu kiên cường, U23 Ả Rập Xê Út sún sụ ở những phút thi đấu cuối cùng. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của người hâm mộ. Trận thua trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Suốt 90 phút, các chàng trai của chúng ta đã chiến đấu một cách cuột khởi và khiến cho đối thủ chảy ra chốc vẩy mới có thể bảo toàn được chiến thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Gong Kyu-in đã có một trận đấu được coi là đã để đời tại giải đấu U23 châu Á năm nay. Tuy không thể tạo nên bất ngờ nhưng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ cũng đáng để nhận những lời khen. Được đánh giá là một ứng cử viên cho chức vô địch nên U23 Ả Rập Xê Út đã không ngần ngại chơi phủi đầu chúng ta khi mà tiếng còi khai cuộc vang lên. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình khi mà các cầu thủ áo đỏ đã bình tĩnh hóa giải tất cả những đường lên bóng của nhà đương kim Á quân. Nhận ra không thể xuyên phá được hàng phòng ngự kiên cố nên U23 Ả Rập Xê Út đã chủ động giảm nhịp độ nhằm tìm ra những phương án thích hợp hơn. Chỉ nhờ có vậy mà huấn luyện viên Gong Kyu-in đã chỉ đạo cho các cầu thủ tạo áp lực ngược lại cho đội bóng trang xanh khiến họ liên tục chuyển hỏng. Khi động cơ đã nóng máy thì U23 Việt Nam bắt đầu tăng tốc và tạo ra một số cơ hội đáng kể về phía khung thành của đối phương. Chỉ tiếc là các tình huống này chỉ dừng lại ở mức là cơ hội chứ chưa thể tạo ra sự khác biệt. Bị phản kích bất ngờ, U23 Ả Rập Xê Út gần như là bị choáng trước sức tấn công của các cầu thủ áo đỏ. Họ tiếp tục chuyền hỏng ngay tại phần sân nhà và không cho thấy dấu hiệu đáp trả. Rõ ràng, những phát biểu của thầy Gong trước trận là hoàn toàn không phải là nghi binh. Chúng ta đã mạnh dạn chơi tấn công trước đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều và thậm chí là có thời điểm ngay trong hiệp 1 khiến cho đối thủ suýt nữa thì phải ôm hận. Nếu như mà không có tinh thần may mắn giúp sức thì U23 Ả Rập Xê Út đã sớm bị thủng lưới chứ không phải là hưởng một niềm vui hân hoan như bây giờ. Không phải U23 Ả Rập Xê Út mà chính các cầu thủ áo đỏ mới là những người tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Mạnh Dũng là cái tên có một tình huống dứt điểm bằng đầu đáng chú ý. Sau đó ít phút cũng chính cầu thủ này tung ra một cú dứt điểm đi chệch cột sậu khung thành đối phương. Thậm chí thì Minh Bình còn có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến bóng dội sang ngang. Nếu không có những đầu ngón tay của thủ môn, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ có cơ hội một tỷ số trước. Khi mà thế trận đang có lợi cho đội tuyển Việt Nam, thì bất ngờ số 12 bên phía Ả Rập Xê Út đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu ở phút 41. Điều đang nói ở đây là một tình huống không rõ ràng. Tiền đạo đối phương đã nằm sân sau pha tranh chấp với Việt Anh, nhưng các cầu thủ áo trắng thì không dừng bóng trong khi các cầu thủ áo đỏ đã ra hiệu là đưa bóng ra biên. Một điểm đáng khen ngợi cho các cầu thủ áo đỏ trong trận đấu ngày hôm nay đó chính là sự tự tin khi chơi bóng. Chúng ta không cho thấy bất kỳ dấu hiệu tâm lý nào khi mà phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Mọi chiến thuật của ban huấn luyện đều được các cầu thủ trên sân tuân thủ. Chúng ta tự tin cầm bóng và tổ chức tấn công song phẳng với đối phương. Có thời điểm hai đội bóng đôi công, cống hiến những tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao. Đầy tiếc nuối duy nhất đó chính là chúng ta không duy trì đủ thể lực xuyên suốt trận đấu. Mặc dù đã được cải thiện rất nhiều nhưng mà các cầu thủ áo đỏ vẫn chịu lép vế trước đại diện đến từ Tây Á. Nhận thấy là không thể xuyên phá bằng các tình huống phối hợp, U23 Ả Rập Xê Út chuyển sang chơi bóng dài và đưa tốc độ. Lối chơi này phần nào cho thấy sự hiệu quả khi mà không ít lần khung thành của thủ môn qua phan chuẩn đã bị đặt vào một tình trạng báo động. U23 Ả Rập Xê Út đã cụ thể hóa được các cơ hội mà họ có được trong thời gian thi đấu chính thức. Ngay sau đó, những chiến binh sao vàng đã tràn lên nhằm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Những phút thi đấu cuối cùng rất căng thẳng và hồi hộp khiến cho các cổ động viên không còn dám nhìn vào màn hình. Cơn sóng áo đỏ đang trào lên bên phía sân của đội bạn. Tuy nhiên, các cơ hội cứ thế là trôi qua, khiến cho các cầu thủ của chúng ta là ôm đầu tiếc nuối. Giá như may mắn mỉm cười hơn với đoàn quân của huấn luyện viên Gong Kyu-in dù chỉ một lần là cũng quá đủ khi mà Ả Rập Xê Út không cho thấy sự vượt trội về lối chơi cũng như là thế trận. Thậm chí họ đã phải co cụm phòng ngự khi mà thời gian thi đấu ở trong những bước đầu. U23 Ả Rập Xê Út là đội đi tiếp. Nhưng chính các cầu thủ của chúng ta mới là những người cần được tuyên dương, tinh thần chiến đấu không biết sợ và không biết bỏ cuộc. Thua cuộc một cách đau đớn nhưng mà nhìn chung lứa cầu thủ này đã có sự tiến bộ vượt bậc dưới bàn tay của huấn luyện viên Gong Kyu-in. Các cầu thủ chơi bóng với nhau gắn kết, cùng với đó là chiến thuật và đấu pháp hợp lý. Việt Nam không biết chơi tự thủ chờ đợi cơ hội trước các ông lớn mà bây giờ đã sẵn sàng thi đấu song phẳng và khiến đối phương phải ngỡ ngàng. Tuy không thể tiến vào bán kết, nhưng những gì U23 Việt Nam thể hiện đến lúc này là không thể chê vào đâu. Trước trận đấu, các tờ báo lớn quốc tế cũng đã đưa ra những nhận định. Trang chuyên báo dự đoán Scott 24 thì cũng đã đưa ra một bài viết phân tích về cặp đấu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út.
Ả Rập Xê Út đã chơi 3 trận ở giải đấu này với 2 trong số đó là chiến thắng. Việc Ả Rập Xê Út không để thủng lưới một bàn nào sau 3 trận vòng bảng là điều không thể bỏ qua. Với phong độ ấn tượng, U23 Ả Rập Xê Út đang được đánh giá rất cao. U23 Việt Nam cũng đang thể hiện rất tốt ở giải đấu này. Họ thi đấu đầy ấn tượng, đặc biệt là trận hòa xứng đáng 1-1 trước U23 Hàn Quốc, dù trước đó U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn hẳn so với đối thủ. Tuy nhiên, khi mà phải đối đầu với Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ vấp rất nhiều khó khăn. Thống kê chỉ ra trong 4 lần tham dự trước đây, U23 Ả Rập Xê Út đã trải qua 21 trận đấu và giành tới 10 trận thắng, 6 trận hòa, 5 trận thua. Họ hai lần giành ngôi Á quân vào các năm 2013-2020. Tờ báo này đã nêu ra sự xuất sắc của hàng thủ khi mà cả ngôi Ả Rập Xê Út là đội duy nhất giữ sạch lưới trong vòng bảng và có hàng công mạnh thứ 2 sau U23 Uzbekistan. Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út thì cũng đã thông báo cho các câu lạc bộ thi đấu ở giải vô địch quốc gia tạm hoãn vòng đấu thứ 29. Theo lịch thi đấu là diễn ra vào ngày 18 tháng 6, nhưng rời lại sang ngày 23 tháng 6. Nguyên nhân được lý giải là để dự phòng trường hợp U23 Ả Rập Xê Út là vào trận chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tại Uzbekistan. Trong 4 lần đối đầu ở quá khứ, U23 Việt Nam chưa từng thắng Ả Rập Xê Út mà thua tới 3 trận, 1 trận hòa. Trong tổng số 4 trận đấu đó, U23 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Ả Rập Xê Út, nhưng để thủng lưới 9 lần. Từ năm 2007, hai đội gặp nhau 2 lần tại vòng loại Olympic 2008. Việt Nam có 1 trận hòa 1-1 ở lượt đi, nhưng sau đó thua 0-2 ở lượt về. Sau đó đến năm 2011, hai đội cùng gặp nhau 2 lần thuộc khuôn khổ vòng loại Olympic 2012. Kết quả là U23 Việt Nam thua 0-2 ở lượt đi và tiếp tục thất bại 1-4 ở lượt về. Ở cấp độ châu Á thì bóng đá Ả Rập Xê Út được đánh giá là có sức mạnh hàng đầu châu lục. Đội tuyển quốc gia nước này thì thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup và cách đây không lâu thì họ cũng đã đánh bại đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Với cấp độ U23 thì U23 Ả Rập Xê Út cũng đang là đương kim Á quân ở giải đấu U23 châu Á. Tại vòng bảng U23 châu Á năm nay, U23 Ả Rập Xê Út cũng chơi rất là ấn tượng với thành tích bất bại và chưa để thủng lưới bàn nào. Họ thắng đậm Tajikistan 5-0, hòa Nhật Bản 0-0 và thắng UAE 2-0. Điều này phản ánh chính xác trình độ và sức mạnh của U23 Ả Rập Xê Út. Trong quá khứ, U23 Saudi Arabia đã 2 lần vào chung kết giải U23 châu Á, nhưng chưa một lần mang cúp về nhà. Ở giải đấu tại Uzbekistan lần này, U23 Saudi Arabia với lực lượng mạnh nhất và đồng đều ở các tuyến được đặt kỳ vọng rất cao sẽ là lần đầu tiên lên ngôi. Hành trình của các chàng trai áo đỏ đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, những nỗ lực của các em xứng đáng giành được tình cảm của người hâm mộ, đặc biệt là tân huấn luyện viên Gồng Ki-win khi mà ông đã mang những nét tươi mới đến với bóng đá Việt Nam. Các lứa trẻ của chúng ta ngày càng khẳng định được tên tuổi thông qua những giải đấu lớn. Đây là một điều tích cực dành cho bóng đá Việt Nam nói chung. Hy vọng giải đấu năm nay sẽ là tiền đề để cho các cầu thủ của chúng ta vươn tới mục tiêu cao hơn và xa hơn. Bóng đá Việt Nam đang dần có vị thế trên đấu trường quốc tế ở mọi cấp độ và mọi lứa tuổi khác nhau.